Xin chào các bạn học viên học nghề phun xăm của trường dạy nghề Minh Đan và những anh chị em yêu thích nghề phun xăm. Thì trong chương trình ngày hôm nay Minh Đan sẽ có một cái bài học về xóa chỉnh sửa chân mày bằng dung dịch. Thì đây là một cái chân mày mà trước khi mình xóa thì mình sẽ xem nó như thế nào ha. Thứ nhất, trước khi mình muốn xóa một cái chân mày bằng dung dịch thì mình sẽ xem chân mày đó là cái độ đậm nhạt nó như thế nào. Thì sau khi mình xác định được cái độ đậm nhạt thì một chút xíu nữa dung dịch mình đưa vô để mình hút được cái màu mực nó như thế nào thì mình sẽ một chút nữa mình đang sẽ hướng dẫn cụ thể. Còn bây giờ là mình sẽ nói về cái phần dung dịch, thì đây là cái phần dung dịch mà mình đang sẽ sử dụng để xóa chân mày này. Và đây là một cái phần là màu da để mình mix lại với nhau. Thì làm như thế nào để xóa một cái chân mày như thế này thì bây giờ mình đang sẽ tiến hành cho các bạn cùng xem ha. Giờ mình sẽ tiến hành cụ thể các bạn ha. Khi mình học thì mình sẽ được xác định là cái màu mực của khách hàng á, là nó đang đi ở lớp trung bì, hạ bì hay ở thượng bì, mà lúc đó mình sẽ có cái độ sâu của kim để mình đi vào nó như thế nào. Ví dụ như là cái chỗ xanh này nè, nó đậm nè, thì chúng ta phải đi sâu vào cái lớp hạ bì của nó. Phần lấy dung dịch thì các bạn nhìn xem cái phần đậu của dung dịch mình sẽ lấy một chút xíu thôi, nó cỡ khoảng từ 2 ly là được. Đây là cái phần chân mày là nó bị sâu quá cho nên là mình sẽ đi kim hơi sâu các bạn ha. Khi mình cho dung dịch và kim vào cái phần chân mày thì mình sẽ thấy nước mô nó trồi lên. Các bạn cứ như vậy các bạn đi không sao hết á. Mình sẽ thấm nhẹ. Thì khi mình làm xong qua một lượt thì mình sẽ thấy là cái phần mà mình vừa đi nó sẽ lợt màu liền tức thì. Sau khi mình đi xong thì mình phải hút cái dung dịch ra khỏi cái phần đầu kim. Tiếp tục mình sẽ lấy dung dịch tiếp. Mình lại đi tiếp tục. Mình nhìn bằng mắt thường thì mình thấy là cái màu là ngay tại thời điểm đó nó mờ dần nó nhạt dần là được. Các bạn đã thấy nó chuyển màu rồi ha. Trong cái bài học xóa chân mày, xóa chỉnh sửa chân mày hư cũ của khách hàng á, thì nó sẽ có nhiều phần lắm. Nó chủ yếu là nó có 3 phần chính. Thứ nhất là mình sẽ xóa bằng dung dịch như thế này. Thì kỹ thuật xóa dung dịch thì ngày hôm nay các bạn sẽ để ý xem ha. Còn thứ hai mình sẽ xóa bằng hút laser. Và thứ ba mình xóa chỉnh sửa bằng màu mực luôn. Mình sẽ lấy cái nước mô ra. Tại vì trong cái nước mô đó bây giờ nó hết cái dung dịch rồi, mình đi tiếp tục thì nó sẽ không có xóa được, cho nên mình phải lấy hết cái phần nước mô ra. Mình cứ đi phần nào sâu thì mình sẽ đưa cái kim nó sâu một chút. Tới lớp hạ bì thì mình đưa kim tới lớp hạ bì. Chỗ nào lớp trung bì thì mình sẽ đưa kim lớp trung bì. Còn cái lớp nào thượng bì thì mình sẽ nhẹ cái kim một chút xíu. Các bạn nhìn bằng mắt thường thì cái phần mà mình xóa nó đã đỏ lên rồi đó, nó hút mực ra bớt rồi đó các bạn. Thì mình cứ từ từ như vậy mình xóa cho nó hết cái phần đó. Bây giờ cô sẽ đi cái phần viền. Phần viền nó hơi đậm cho nên mình sẽ đi kỹ một chút xíu, nó cũng sâu nữa. Tiếp tục cho phần viền trên. Bạn cứ nước mô nó ra thì bạn cứ yên tâm cứ thế mà mình đi, xong mình lau nó đi thôi. Bây giờ so ra thì nó đã mờ được 40% rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình xóa những cái phần mà nó còn sót lại để cho nó đạt khoảng 70%. Mình sẽ xem cái chỗ nào mình còn sót thì mình sẽ xóa lại ha.
Bây giờ Minh Đan sẽ đi một đoạn để cho các bạn phân biệt là giữa cái mà xóa rồi với là cái chưa xóa nó sẽ phân biệt như thế nào ha. Sau khi mình đi bằng dung dịch một đoạn như vậy thì bây giờ là mình tiếp theo phần thứ hai á, là mình phải pha phần dung dịch này với lại màu da. Thì tùy theo cái phần mà cái màu đậm là của cái chân mày cũ của khách hàng á, mà chúng ta sẽ pha 55 hay 64 hay 73. Ví dụ như còn đối với chân mày này á, nó đậm quá thì Minh Đan sẽ pha là tỷ lệ là 55, có nghĩa là 5%, 50% dung dịch và 50% là màu xóa. Màu xóa này là sẽ là màu da. Mình sẽ tán đều ra. Sau đó thì mình sẽ đi tiếp theo phần thứ hai. Sau khi mình xóa xong bằng dung dịch mà mình cảm thấy là nó đã hút mực được hết ra rồi đó, thì mình sẽ đi pha 50% dung dịch và 50% màu da mình sẽ đi lên. Thì mình đang sẽ đi để cho, đi một đoạn thôi để cho các bạn xem là nó có sự khác biệt như thế nào ha. Đây bây giờ các bạn xem là phần này là mình đang đã đi xong rồi nè. Như thế nào là một cái phần xóa là nó sẽ sau khi chốc ra nó sẽ đạt được mất màu này đi 70% thì nó như thế này. Đây là cái phần là lần thứ nhất là Minh Đan đã đi phần dung dịch, và lần thứ hai Minh Đan pha 50% giữa dung dịch và 50% màu da xóa thì mình đi lên. Thì đây là cái phần là đã hoàn thành xong nè. Khi cái này chốc ra nó sẽ mất hẳn cái màu của chân mày đầu của khách là 70%. Thì sau khi nó mất được 70% rồi thì mình sẽ thiết kế lại dáng mới và mình làm lại cái dáng mới. Đây cái phần này nè, đã làm xong, các bạn nhìn thấy ha, làm xong nó sẽ như thế này. Đây là hoàn chỉnh rồi, để cho các bạn nhìn xem. Còn phần này là chưa xử lý gì hết, chưa xử lý bằng xóa dung dịch, cũng chưa xử lý là pha giữa màu da và dung dịch lại với nhau. Như thế này là đạt tiêu chuẩn rồi đó. Còn này bây giờ mình đang sẽ tiếp tục làm phần này ha. Phần trong thì bây giờ mình so sánh rồi, thì phần trong tiếp tục mình sẽ xóa bằng dung dịch nha các bạn. Bước thứ nhất là mình sẽ xóa bằng dung dịch. Như hồi nãy mình đang nói thì trong cái phần mà khi mình xóa vậy đó, cái này chân mày này nó hơi sâu cho nên mình xóa nó sẽ kim nó sâu một chút xíu. Các bạn xem đây là cái đoạn Minh Đan vừa mới xóa xong nè, phần này. Mình thấy nó lợt so với hồi nãy, nhưng mà so với lại hiện tại cái màu thì nó sẽ được 8-10 đây ha. Đối với chân mày mà nó sâu như vậy thì chúng ta sẽ thấy vậy là được rồi. Còn nếu mà cạn thì mình sẽ thấy nó mất hẳn luôn. Và cái đoạn này nó lợt hơn, Minh Đan sẽ xóa nè. Đây là cái phần này nè, mình sẽ không có xóa tới mà mình xóa phần này thôi. Căng ra. Này phần này là mình không đi vô ha. Cái này là cái phần này là phần lợt cho nên mình sẽ không có đi vô. Đây là phần lợt nè, phần lợt màu nó không có màu là mình sẽ không đi vô đây nha. Mình không đi đây. Và mình đi với phần viền nó bị đậm. Cái chỗ nào mà cái hạt mực nó sâu quá thì mình có thể là mình chấm nó. Đây chỗ này sâu mình có thể chấm này các bạn. Phần này so với chân mày thì nó lợp cho nên mình sẽ không có đi phần này nha. Mình phải xóa kỹ để tránh trường hợp là sau khi mình xóa xong thì chỗ còn chỗ mất, cho nên là lúc đó mình lại mất công phải xóa thêm một lần nữa. Nên mình phải cố gắng một lần mình xóa cho nó kỹ luôn. Rồi các bạn nhớ là đây là lượt thứ nhất ha. Lượt thứ nhất mình sẽ dùng dung dịch để mình xóa. Lượt thứ hai mình sẽ dùng dung dịch mình pha với màu mực xóa, màu da, vàng da. Mình sẽ pha tỷ lệ tùy theo là cái độ đậm nhạt của chân mày mà mình pha. Đối với chân mày này thì mình sẽ pha cái nước thứ hai tỷ lệ là 50-50. 50 là dung dịch, 50 là màu xóa da.
mình sắp hoàn thành xong cái phần xó dung dịch của cái chân mài bên đây nè các bạn. Giờ mình sẽ cho các bạn xem là giữa cái chân mài đã xó xong nó sẽ có cái màu gì và cái chân mài chưa xó xong nó sẽ như thế nào ha. Đây, đây là cái phần chân mài mình đã xó xong, nó sẽ nhạt màu so với chân mài chưa xó nè. Chân mài này mình chưa xó gì hết. Đây, nó sẽ còn màu xanh xám và xanh đậm. Còn đây nó đã hạ màu rồi. Hạ màu nhưng mà mình nhìn á, nếu như mà như hồi nãy mình đang nói, nếu mình nhìn á thì nó sẽ vẫn còn đậm. Tại vì cái bản thân cái chân mài này nó bị đậm. Còn nếu như mà chân mài mà nó lợt thì nó sẽ gần như mất hẳn. Còn bây giờ chân mài này sau khi mà 3 đến 7 ngày sau nó sẽ bong cái mài này ra, thì so với cái màu như thế này nè, nó sẽ lợt, nó lợt đi tới 70%. Thì từ lúc nó lợt 70% đó thì khoảng 1 tháng sau mình sẽ vẽ dáng lại, mình thiết kế dáng lại, mình sẽ làm cái dáng mới nó sẽ đẹp hơn và nó mất hẳn cái màu này đi. Đó, chân mài là xó xong. Đây là chưa xó. Đây là chỉ là bước 1 ha. Bây giờ mình đang sẽ phủ mực xóa và dung dịch xóa tỷ lệ 50-50. Đang sẽ đi lên. Bước này nữa là bước thứ 2 mới hoàn tất nha các bạn. Trong lúc mình xóa mình cũng nhớ là xóa kỹ, để không á mình còn sót một chỗ nào thì lần sau mất công mình xóa lại, rồi khách người ta đi tới lui nữa mất công. Làm một lần thì cho kỹ cho nó đẹp luôn. Bước này mình chỉ cần phủ đều như vậy, là mình cứ tương tự mình phủ cho nó từ đầu cho đến đuôi chân mài cho nó hoàn chỉnh là được. Sau đó cái phần bên đây mình cũng sẽ tiến hành làm giống như phần bên chân mài bên đây ha. Phần đầu chân mài này mình sẽ do cái màu cũ của khách á, nó lợt cho nên là mình sẽ phủ nhẹ thôi. Mình sẽ không có phủ đậm như cái phần đuôi ha các bạn. Không phải là phủ đều đâu, tùy theo cái chỗ nào mình đậm lợt khác nhau thì mình sẽ phủ màu da nó khác nhau. Thì mình gần xong rồi đó. Đây là một cái bên chân mài mình đang đã xóa hoàn chỉnh xong. Thì xóa chân mài nó sẽ gồm có hai bước mình đang nhắc lại ha. Bước thứ nhất là mình sẽ xóa bằng dung dịch. Bước thứ hai mình sẽ pha dung dịch với mực mình sẽ xóa. Bây giờ mình đang sẽ cho các bạn xem là đây là một chân mài đã xóa xong và đây là một chân mài chưa có xóa. Cái màu gần như là nó gần như mất hẳn các bạn ha. Thì sau khoảng 7 ngày nữa thì cái này nó bong ra thì cái màu chân mài như thế này nè, nó sẽ lợt đi 70%. Thì lúc đó là mình tha hồ mình thiết kế lại dáng mới để mình chỉnh sửa cho khách hàng. Về cái phần màu da thì mình đang nói các bạn để ý ha. Đây là cái phần đuôi mình sẽ xóa màu da nó kỹ. Tại sao phần đuôi mình xóa kỹ và nó dày hơn một chút xíu so với phần đầu? Tại vì cái phần đuôi hồi nãy nó đậm cho nên mình sẽ xóa kỹ một chút xíu. Còn phần đầu nó lợt cho nên mình sẽ bỏ màu lợt này các bạn. Đây các bạn xem, đây là chân mài đã xóa xong và đây là chân mài chưa xóa. Cái này khoảng sau 25 đến 30 phút là mình xóa xong nè. Còn cái này còn nguyên để các bạn so sánh ha. Mình đang vừa thực hiện xong bài học phần xóa chân mài bằng dung dịch cũng như là phần chân mài xóa bằng dung dịch cộng với là màu mực. Thì trong chương trình học của trường dạy nghề Minh Đan có rất là nhiều chương trình học về nghề phun xăm. Nếu các bạn nào yêu thích học nghề phun xăm thì hãy inbox cho trường dạy nghề Minh Đan ha, để mình học được những cái chương trình mới nhất trong nghề. Minh Đan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.